tất cả các đồng đội của mình cùng chung nhau đẩy cái chiếc xe đó lên, thật sự mình rất là xúc động. Báo cáo toàn thể các đồng chí là, và qua cái nội dung buổi chiều nay tôi thấy là tinh thần nỗ lực cố gắng của từng cá nhân cũng như là các từ vận động của thể, đặc biệt là hôm nay các đồng chí cũng quan sát toàn trung đội, kể cả đồng chí đóng vai thương binh cũng đã tận hết, kể cả những đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ không còn một chỗ nào gọi là thế. Các đồng chí cơ động qua nhiều loại nghề hình, nhiều loại tất cả, và đến giờ phút này thì khẳng định chúng ta đã hôm nay các đồng chí đã hoàn thành rất mạnh. Chúng ta không phân biệt thắng thua mà chúng ta chỉ có tình và tình thôi. Tôi rất mong các đồng chí giữ vững cái quyết tâm này, cái ý chí này để chúng ta hoàn thành và hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cách xuất sắc. Chỉ có những người lắm lên bùng đất thì chúng ta không sẵn sàng. Đồng chí công binh chân đau đi vào giữa đi. Thường mỗi tháng tay hồi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media.